Minh Nguyệt, Tứ Đại Chiến Vương. Nghe lệnh triệu hồi, tham kiến thần chủ. Không thể nào, hắn không thể là thần chủ được. Cái gì? Anh ta là thần chủ sao? Cậu ta chẳng qua chỉ là một tên thiếu gia tan nhà nát cửa mà thôi. Sao có thể là thần chủ chứ? Hôm nay, tôi sẽ lộ bộ mặt thật của tên này ra. To gan, kẻ muốn làm hại thần chủ. Chảm, ra tay đi. Chỉ cần liên quan đến Lưu gia, không ai được sống. Vâng. Trịnh Phong, Ngọc Mai là con gái tôi, cậu không thể làm vậy với tôi. Nếu cậu lấy mạng tôi, cậu ăn nói với con gái tôi thế nào đây? Đúng vậy, anh không được làm hại tôi. Chị tôi sẽ hận anh cả đời. Cậu tha cho tôi một mạng đi. Sau này, chúng tôi sẽ không dám làm phiền cậu nữa. Nhớ đấy. Là vì tôi không muốn Ngọc Mai đau lòng thôi. Chứ loại tệ bạc như hai người không xứng sống thêm một giây nào trước mặt tôi cả. Biến đi thôi. Các vị khách đang có mặt, hôm nay tôi chỉ xử lý người của Lưu gia. Ai không liên quan xin mời rời đi. Cầu xin các người tha cho tôi đi. Đừng, tha cho tôi đi. Ba, ba ơi, tỉnh dậy đi. Đỗ đại nhân, Đỗ Thành đại nhân cứu mạng, Trịnh Phong lấy mạng cả nhà tôi muốn hắn đền mạng, tôi muốn lấy mạng hắn. Muốn trả thù sao? Lưu gia của cậu sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào vì diệt tộc. Đây là lời hứa mà phó quản sự của Hoa Quốc này hứa với cậu đấy. Có điều, trong vòng 5 ngày, tôi muốn cậu phải vác xác của Trịnh Phong đến trước mặt tôi. Cậu rõ chưa? Trịnh Phong, cậu phải đền mạng. Thần chủ đã giải quyết toàn bộ Lưu gia, chỉ trừ lại duy nhất Lưu Nam. Tạm giữ mạng hắn lại, đi đời thì nhẹ nhàng cho hắn quá. Vâng, đúng rồi, tình hình bên đó thế nào? Thần nữ đã được đưa đến bệnh viện, thuộc hạ đã cho người âm thầm bảo vệ rồi. Từ lâu tôi đã nghe nói Lưu gia vô cùng tàn ác, không ngờ lại dám nhòm ngó đến thần thành. Cô đi tìm hiểu thật kỹ tội ác của hắn trong những năm này cho tôi, càng nhanh càng tốt. Thuộc hạ đã cho người đi theo Lưu Nam. Được, đi đi. Nguyên chiến vương của thần quân cận vệ doanh, hiện là phó quản sự của Hoa Quốc Đỗ Thành, thay mặt tổng trưởng tham kiến thần chủ đại nhân. Xem ra bị thương rút khỏi quân đội cũng giúp cậu tìm được con đường khác để đi. Hôm nay đến là có việc gì? Sau khi tôi rút khỏi quân đội vì chấn thương, tôi đã quay về Hoa Quốc. Tôi chỉ muốn vì Hoa Quốc dốc một phần sức lực. Thần chủ đại nhân, lần này tôi đến đây là thay mặt tổng trưởng để tặng cho anh chiếc thẻ đen cao cấp này. Không có hạn mức, anh có thể tùy ý sử dụng. Bên đó tặng tôi món quà này, chắc là có điều kiện gì nhỉ? Thần chủ đại nhân minh giám, tổng trưởng của chúng tôi chỉ mong muốn anh đáp ứng một điều kiện. Nói. Đỗ Thành to gan, thỉnh cầu đại nhân đừng đại khai sát giới. Người nằm dưới chân tôi đều là kẻ có tội. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tạm ở lại Thánh Đô. Nếu anh có cần gì, cứ dặn dò tôi. Vâng, vậy tôi xin phép đi trước. Thần chủ, Lâm Minh Quân đại nhân sắp đến rồi, mau đón ông ấy, không được chậm trễ. Vâng. Sản phẩm cuối cùng của ngày hôm nay chính là long quỳ trong truyền thuyết, có khả năng trị độc, cải tử hoàn sinh. Giá khởi điểm là 5 triệu. Mỗi lần tăng giá không được dưới 100 ngàn. Bắt đầu ra giá.
10 triệu. 20 triệu. 20 triệu. Giá đưa ra là 20 triệu, có ai trả cao hơn không? 30 triệu. 30 triệu rồi. Quý ông này đã ra giá 30 triệu rồi. Long quỷ trong truyền thuyết này, dù là người chỉ còn một hơi thở hay là bị trúng độc, đều có thể dễ dàng được cứu sống. Còn ai ra giá không? Đúng là vô dụng. Có 30 triệu mà nghĩ mua được long quỷ sao? Sao độ giàu với tôi sao? 50 triệu. 50 triệu rồi. Đã ra giá 50 triệu, còn ai ra giá nữa không? 60 triệu. 60 triệu rồi. Quý ông này đã ra giá 60 triệu. Long quỷ là vật trong truyền thuyết. Các vị ngồi đây đều vô cùng giàu có. Người nào có được long quỷ chính là có được cho mình cơ hội tái sinh. Cái đồ vô dụng, sao không tự nhìn lại mình đi, bản thân mình trông như thế nào chứ? Dưỡng dành long quỷ với chúng tôi sao? Thật là không biết xấu hổ. Chẳng xem nhà họ Lê chúng tôi ra gì cả, dám chống lại tôi sao? Tiền của tên nhãi này chắc chắn là không trong sạch. 60 triệu, còn chưa dám chắc có số tiền này không? 60 triệu. Tôi lấy danh nghĩa nhà họ Lê cảnh cáo cậu, nếu cậu còn dám chống lại tôi thì cho dù phải lật tung Thánh Đô, tôi cũng phải khiến cậu chảy ra chóc vậy. 60 triệu, còn ai ra giá không? 80 triệu. Thưa ngài, vì long quỷ này là món đấu giá của Lưu gia, vì vậy ngài không thể ra giá. Ra giá đi, tuyệt đối không thể để cho tên vô dụng kia có được long quỷ. Lưu thiếu gia, cậu đang chất độc mà con nhãi đó chúng chỉ có long quỷ mới giải được. Nếu cậu ta có được long quỷ, vậy thì chẳng còn gì có thể uy hiếp Lê Ngọc Mai rồi. 100 triệu. Nếu còn ra giá thì chính là tuyên chiến với Lê gia. Tôi xem ai dám. 100 triệu. 300 triệu. 100 triệu. Đây chắc chắn là mức giá cao nhất mà tên vô dụng này đưa ra được. Tôi muốn lúc hắn nghĩ rằng mình đã có được long quỷ thì chúng ta lại ra giá, tước đi hy vọng đã gần kề của hắn. Nếu không còn ai ra giá, 300 triệu lần thứ nhất, 300 triệu lần thứ hai, 300 triệu lần, 400 triệu. Thằng nhãi, cậu không muốn cứu con gái mình sao? Cái thứ tạp chủng Mimi kia, tôi đợi chắc rồi, bởi vì cậu không có tiền đấy. Có ngon thì ra giá tiếp đi. Cô nói cái gì? Long quỷ đã được ra giá 400 triệu sao? Mặc dù long quỷ rất quý hiếm, nhưng giá 400 triệu thì đã vượt xa giá trị của nó. Nào đi xem thử. 500 triệu. Giá 500 triệu. Quý ông này đã ra giá 500 triệu. Không thể nào. Thần chủ đại nhân, sao anh ấy lại? Thần chủ đại nhân lại không dặn dò mình trước, đến rồi cũng chỉ khiêm tốn ngồi ở đại sảnh. Xem ra là không muốn người khác phát hiện thân phận của anh ấy. Nhớ kỹ, nhất định phải chăm sóc tốt vị khách kia. Còn phải dặn dò mọi người, dù sao đi nữa, long quỷ này nhất định phải để cho vị khách đó mua, cô nghe rõ chưa? Đi đi. Không thể nào, thằng vô dụng này ở đâu ra mà có nhiều tiền thế? Nhất định là hắn cố ý tăng giá. Tôi yêu cầu kiểm tra tài sản của hắn. Thưa ngài, theo quy định của buổi đấu giá, lúc ra giá sẽ không tiến hành kiểm tra tài sản. Một kẻ thấp kém như hắn mà lại dám hét giá trên trời, nếu không trả được thì người thiệt chẳng phải là Lưu gia sao? Thì ra là Lưu thiếu gia. Xin ngài yên tâm, nếu có chuyện sau khi ra giá mà lại không trả được, ra giá bao nhiêu chúng tôi sẽ bồi thường bấy nhiêu, không thiếu một đồng. Vậy thì mặt mũi Lưu gia để đâu? Lưu gia chúng tôi là người đã mang long quỷ đến, tôi yêu cầu kiểm tra tài sản của hắn. Thưa ngài, ngài có đồng ý phối hợp kiểm tra ngay không? Lưu thiếu gia, kiểm tra tài sản lúc ra giá là không phù hợp với quy định của nhà đấu giá chúng tôi. Tôi là Lưu gia của Thánh Đô, tôi nói mà cậu dám cãi sao? Lưu gia sao? Nếu anh còn dám vô lễ với anh Trịnh thì Lưu gia cũng không bảo vệ nổi cái mạng chó của anh. Trương Văn Khải, cậu dám đe dọa tôi sao? Đúng là cái thứ không biết trời cao đất dày. Thật sự nghĩ mình là một giám đốc còn con thì có thể ngồi lên đầu người khác sao? Nực cười. Thứ vô dụng như cậu
mà có 500 triệu sao? Cái thứ mắt chó cậu đây, e là cả đời này cũng không thấy được nhiều tiền như thế. Được thôi, nếu cậu trả được 500 triệu này thì toàn bộ số tiền của buổi đấu giá này tôi sẽ không động đến mà trả lại cho cậu. Còn nếu cậu không trả được thì cậu muốn sao? Nếu cậu không trả được thì cậu phải đích thân dắt vợ lên giường tôi. Được thôi, nói phải giữ lời nhé. Quẹt thẻ đi. Cậu lấy đại một chiếc thẻ rồi tính lừa tôi à? Tôi thấy cái tên Trương Văn Khải đó đã bị cậu mua chuộc rồi. Hai người hợp tác với nhau, muốn độc chiếm Long Quý. Tôi yêu cầu trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Tôi nói này, một giám đốc như cậu tại sao lại bảo vệ một tên khốn nghèo khổ chứ? Trịnh Phong ơi Trịnh Phong, nói cả một buổi, hóa ra cậu biến mất 5 năm là đi khắp nơi để lừa đảo. Lúc đầu Ngọc Mai bị mù hay sao mà lại vừa ý thằng vô dụng như cậu chứ? Nhớ kỹ lời cậu nói nhé, hy vọng cậu sẽ giữ lời. Đưa thẻ cho hắn. Là thẻ đen cao cấp. Cái này ngay cả Lưu gia cũng không có tư cách sở hữu. Thẻ đen cao cấp sao? Nếu là thứ ngay cả Lưu gia cũng không có mà tên vô dụng như anh ta lại có, thì tôi đoán 80% chính là đồ giả. Số tiền trong đó cũng chẳng nhiều hơn bọn ăn mày đâu. Cô cầm miệng đi. Người đâu? Đưa đây. Giao dịch thành công rồi, số tiền giao dịch là 500 triệu. Tôi không cần 500 triệu đó nữa. Tôi muốn cậu quỳ xuống, dập đầu xin lỗi tôi. 500 triệu, 500 triệu Lưu Nam tôi thiếu cậu, tôi sẽ chuyển qua cho cậu ngay bây giờ. Không muốn dập đầu ư? Vậy tôi sẽ dùng chân giúp cậu. Gói Long Quỷ lại cho tôi. Vâng, thưa ngài Trịnh. Thằng cờ hó này dám để tôi dập đầu xin lỗi cậu ta. Cậu ta là cái thá gì chứ? Lưu gia của tôi sống vào đời nay cũng không phải là vô ích. Thủ này không báo, uổng công tôi là thế gia bậc nhất Thánh Đô. Lưu thiếu gia, cậu ta làm sao mà có được 500 triệu vậy? Điều kiện phát hành thẻ đen cao cấp rất khắt khe. Ngoại trừ thân phận phải thật giàu có, còn phải đóng góp to lớn cho đế quốc nữa. Hiện tại tôi biết chủ sở hữu thẻ trẻ nhất là người đã 48 tuổi. Vậy ý của cậu là chủ sở hữu thẻ này khi đang cứu lấy tổng quản đã bị thương nặng, sau đó mắc phải di chứng suốt đời. Vậy không phải thẻ đen cao cấp của tên phế vật đó là giả mạo sao? Đúng là gan hùm mật gấu. Không, cái thẻ đó chắc chắn là thật. Nhưng mà tôi nghi ngờ cậu ta đã lấy trộm nó. Một khi tội danh trộm cắp thẻ đen được chứng thực, đó là một tội lớn. Đế quốc nhất định sẽ phái cấp trên ra mặt. Đến lúc đó cậu ta không thể chạy thoát. Miễn là chúng ta bắt được cậu ta thì đó chính là đại công. Đến lúc đó bà phải đem hai đứa con gái của Lê Gia đính hôn với tôi. Lê Gia các người không phải một phát bay lên trời sao? Bà sẽ là mẹ vợ của tôi. Nhưng mà cái tên đó, nó xảo quyệt như là hồ ly vậy. Miễn là bà làm theo lời tôi nói thì cậu ta chạy không thoát đâu. Tướng quân thần thành thần quân, người phụ trách sản nghiệp Thánh Đô, Trương Văn Khải tham kiến thần chủ đại nhân. Long Quỷ ở đây, mời đại nhân kiểm tra. Đem Long Quỷ này mang qua ông Lâm đi, để ông ta sớm ngày trị khỏi cho Mimi. Vâng. Phim được dịch, Thuyết Minh và Lồng Tiến tại phim châu Á. Trịnh Phong, mẹ bảo chúng ta về nhà ăn bữa cơm. Được. Mẹ, chúng con về rồi.
Cái tên rác rưởi, anh làm cho chúng tôi mất mặt. Tại buổi đấu giá, anh còn dám đi qua đây sao? Lúc ban đầu, hai người kết hôn với nhau. Trịnh Phong cậu, cái gì cũng không có. Nhưng bây giờ, cậu đã khác rồi. Có phải là nên lấy ít đồ ra để bồi thường cho chúng tôi không? Chứ như vậy thì không nể mặt tôi cho lắm. Nói đi, bà muốn cái gì? Hôn lễ, sính lễ, trang sức, nhà cửa, xe hơi. Lê Ngọc Mai chính là người đẹp bậc nhất ở Thánh Đô. Tôi muốn 500 triệu cũng không nhiều nhỉ. Thần chủ đại nhân, vậy mà bỏ ra 500 triệu để mua một bông hoa tàn đem về cứu mạng của đứa tạp chủng kia. Chị gái nghiêng nước nghiêng thành của tôi, dù sao cũng đáng giá hơn nó nhiều. Nhưng như vậy cũng quá nhiều. Hai người rõ ràng là đang làm khó anh ấy. Cậu thả tôi ra. Cậu đừng tưởng tôi không biết những đồng tiền bẩn của cậu đến từ đâu. Còn dám động thủ sao? Đỗ Thành đại nhân đang ở đây, để tôi xem cậu có thể gây ra sóng gió gì. Đỗ Thành đại nhân, nghe danh đã lâu, đại nhân có thể đến Lê gia, đó là vinh hạnh của Lê gia chúng tôi. Nhưng mà mấy ngày nay gia chủ không ở Thánh Đô nên không thể đón tiếp đại nhân, mong đại nhân hiểu cho. Gia chủ hiện tại của Lê gia chính là Lê lão phu nhân phải không? Vậy không sao. Trịnh Phong, cậu đúng là gan to bằng trời, thẻ đen cao cấp của đế quốc mà cậu cũng dám đến trộm. Đây là tội không thể tha. Cậu nói cái thẻ này là do tôi ăn trộm sao? Có bằng chứng không? Bằng chứng ư? Người cầm được thẻ đen cao cấp thì có người nào không phải là cấp cao, nắm thực quyền trong đế quốc? Một thằng nhóc nghèo xương nghèo xác lại có chiếc thẻ này, nếu không phải trộm thì là cái gì chứ? Trịnh Phong, thẻ đen cao cấp là cái gì? Không, không phải thế đâu. Anh ấy bị vu oan. Cô, đừng có nói đỡ cho cái tên sắp toi mạng này. Trịnh Phong, bây giờ gia chủ không có ở đây, tôi sẽ thay mặt cho bà nội trục xuất cậu ra khỏi cửa Lê gia. Đỗ Thành đại nhân, loại rác rưởi này chẳng qua chỉ là một tên ăn mày chỉ biết trộm cắp thôi, mất mạng cũng đáng. Đỗ Thành đại nhân, nhanh chóng nhốt cậu ta vào ngục tối của đế quốc, chờ ngày xử trảm. Các người đúng là gan to bằng trời. Các người có biết thẻ đen cao cấp này là phần thưởng cao quý nhất của đế quốc dành cho những người có công lao to lớn? Thẻ đen cao cấp là đại diện cao quý nhất của Hoa quốc chúng ta. Đỗ Thành đại nhân, tất nhiên là chúng tôi biết mà. Vậy các người có biết là người sở hữu thẻ đen một khi làm mất thẻ phải khai báo ngay lập tức? Tất cả thông tin đã đăng ký một khi bị người khác sử dụng, dù hắn ta đang ở nơi nào, đế quốc đều có thể bắt hắn và đưa về quy án. Ngoài ra, chủ sở hữu thẻ đen có thể đem thẻ cho người ngoài mượn. Đây là những phần thưởng đặc cách của đế quốc đối với những người có công lao to lớn. Nếu theo lời các người nói, anh Trịnh đây đã ăn cắp nó và sử dụng thẻ đen, nhưng anh ấy vẫn còn có thể đứng yên ổn ở đây. Các người có phải là đang nói Hoa quốc bất tài không? Đỗ đại nhân, tôi tuyệt đối không có nửa phần bất kính với đế quốc. Cậu ta, tên phế vật đó, cậu ta không thể nào là người sở hữu. Cậu ta chắc chắn là kẻ ăn trộm. Nếu còn bất kính với chủ sở hữu thẻ, tôi sẽ đem toàn bộ các người nhốt vào ngục tối của đế quốc, sống vĩnh viễn trong sự đau khổ. Mong các người nhớ rõ cho tôi, không có lần sau. Mặc dù tôi biết là hai người đã cố giữ chân tôi để chờ Lưu Nam đến, nhưng cũng đã nhắc nhở tôi rằng
Ngọc Mai, anh biết, trong 5 năm qua anh đã không tổ chức cho em một lễ cưới tử tế. Đợi đến khi Mimi khỏi bệnh, anh sẽ tổ chức cho em một đám cưới hoành tráng nhất trên đời. Anh sẽ bắt những người đã tổn thương em và Mimi trong 5 năm qua, quỳ xuống và sám hối trước hai người. Theo lời của Đỗ Đại Nhân, thẻ đen cao cấp của Trịnh Phong là người khác cho cậu ta mượn. Điều đó có nghĩa là bây giờ cậu ta đang bám vào đại nhân của đế quốc. Cái tên rác rưởi này sao lại may mắn thế? Ngay cả nhân vật lớn như vậy cũng quen biết. Lưu thiếu gia đã nói như vậy, chẳng lẽ Lê Ngọc Mai sau này là chim sẻ hóa phượng hoàng sao? Tôi nghe Bùi, Bùi đại nhân. Đại nhân, ý của anh là tên rác rưởi đó đang bám vào một nhân vật lớn ở đế quốc. Nhân vật lớn đó đã cho cậu ta rất nhiều tiền. Đúng vậy. Bây giờ tôi vẫn chưa thể tự mình ra tay được. Trước tiên phải cắt đứt cánh tay đắc lực của hắn. Kẻ tiếp theo chính là cái tên Trịnh Phong. Nhớ kỹ, đừng nói cho ai biết chuyện tôi đã giao cho cậu. Nếu như chuyện này thành công, việc Lưu gia các cậu quy phục được thần thành chắc chắn cũng sẽ thành công. Tôi hiểu rồi. Lưu gia nhất định vì đế quốc quyết tâm chiến đấu đến cùng. Tên rác rưởi, có Đỗ đại nhân ở đây để xem cậu sống sót thế nào. Bà ngoại, mẹ đang có chuyện gì? Con bé này làm sao mà lắm lời thế? Bây giờ cô đang nằm trên giường của Lưu Nam tôi, còn tên phế vật kia sao lại không đến cứu cô vậy? Cô nói cho tôi biết cậu ta đang ở đâu, để tối nay tôi xem cái miệng của cô cứng như thế nào. Bây giờ tôi khử cô, thì tên rác rưởi kia có đến cứu cô không? Anh, đừng mà, anh không sợ Trịnh Phong đến trả thù anh hay sao? Cái thằng rác rưởi đó đã toi đời rồi, báo thủ tôi, đừng có mơ nữa. Lưu thiếu gia, quan khách đều đã đến đầy đủ rồi, chỉ còn chờ anh thôi. Tối nay ông đây sẽ hoàn toàn có được cô. Cậu, hóa ra cậu là thần chủ. Chịu đựng giày vò về mặt thể xác như vậy chỉ để gặp được mặt tôi. Cậu là thần chủ thì làm sao chứ? Nói chân tướng đi, tôi có thể tha cho cậu một mạng. Chân tướng, thần chủ, phu nhân và thần nữ bên kia nói phu nhân và thần nữ đã bị bắt tới Lưu gia. Lưu Nam ép buộc phu nhân phải kết hôn với hắn. Tên Lưu Nam này, cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây tham gia hôn lễ của tôi và Lê Ngọc Mai vào ngày hôm nay. Vì thời gian gấp rút, bất đắc dĩ phải tổ chức tại nhà tôi. Sao vẫn còn chưa chuẩn bị xong? Lưu thiếu gia đang ở bên ngoài đợi cô đó. Con gái của tôi đâu? Con gái của tôi đang ở đâu? Quý vị, chờ lâu rồi. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ chào đón đệ nhất mỹ nhân của Thánh Đô, Lê Ngọc Mai. Hai nhà Lưu Lê kết duyên với nhau, tôi tin rằng sự phát triển của hai nhà sẽ dẫn đầu Thánh Đô, thậm chí sẽ độc chiếm vị trí hàng đầu ở Hoa Quốc. Hôm nay là một ngày đặc biệt, chúng tôi còn mời đến nhị tiểu thư của Lê gia, Lê Châu Hoa, làm người chứng hôn. Lưu Nam, anh có đồng ý lấy đại tiểu thư của Lê gia, Lê Ngọc Mai làm vợ không? Tôi đồng ý. Lê Ngọc Mai, chị có đồng ý kết hôn với đại thiếu gia Lưu Nam không?
có phải cô đã quên những gì tôi vừa nói rồi không? Dám phớt lờ những lời tôi nói. Lưu Nam, cậu chán sống rồi. Trịnh Phong, cuối cùng anh cũng về rồi. Mimi, con bé bị bọn họ bắt lại rồi. Đừng sợ, hôm nay là chuyện riêng của tôi với Lưu Nam. Những người không liên quan cút hết cho tôi. Tên rác rưởi như cậu vậy mà vẫn còn sống. Tôi nói cho cậu biết, đám cưới ngày hôm nay là cô ấy chủ động đề xuất. Ngày vui của chúng tôi, một gã hề bần hèn như cậu đến đây làm gì? Phải đó, Lưu thiếu gia đã nể tình cảm cũ của cậu và Lê Ngọc Mai, mới giữ lại mạng của cậu. Vậy mà cậu không biết trân trọng, còn công khai cướp hôn. Tôi nói thật cho cậu biết, Lê Ngọc Mai đã chán cậu từ lâu rồi. Em không có. Minh Nguyệt, hôm nay là ngày vui của Lưu gia và Lê gia chúng tôi. Cậu không được hỗn láo. Anh nhất định sẽ không tha cho Lưu gia đâu. Ngọc Mai, cháu vẫn không chịu từ bỏ tên rác rưởi này sao? Bộ cháu muốn Lê gia và Lưu gia trở thành đề tài bàn luận của mọi người ở Thánh Đô hả? Lê gia chúng ta không chứa loại người này. Mau cút qua đây đi. Nói cho tôi biết, Mimi ở đâu? Nếu không tất cả các người sẽ phải bỏ mạng con nhỏ tạp chủng đó sao? Bây giờ các người còn không thể tự bảo vệ mình, vẫn có tâm trạng quan tâm đến con nhỏ tạp chủng đó. Tôi thừa nhận cậu đánh nhau rất giỏi. Một hai kẻ tay sai không thể làm gì cậu. Nhưng mà hôm nay tôi đã mời đến đệ nhất cao thủ ở Thánh Đô. Người đâu? Thần chủ, có tôi ở đây. Đi thôi. Không nói chữ gì. Cho dù hôm nay có phải lật tung thần thành lên, tôi cũng phải tìm ra Mimi cho bằng được. Tôi chỉ bắt Lê Ngọc Mai thôi. Bắt Mimi để làm gì chứ? Mau cho tôi biết, con bé ở đâu? Tôi lấy cái con tạp chủng đó chỉ là cái cớ để bắt cô ta thôi. Tôi chưa từng thấy con bé. Mau đi tìm con bé cho tôi. Vâng, tôi nhất định sẽ cố gắng tìm ra tung tích của thần nữ. Đi đi. Lưu thiếu gia, nếu anh ta thực sự tìm thấy con nhỏ đó thì phải làm sao? Cứ yên tâm, cho dù cậu ta có lật tung mọi thứ lên cũng không tìm thấy đâu. Giao con gái tôi ra đây. Cậu đang làm gì vậy? Tôi chính là mẹ vợ của cậu. Vậy mà cậu lại vì một con tạp chủng hét vào mặt tôi hả? Nếu như bà cứ nghĩ gì nói đó, thì Lê gia mấy người sẽ tiêu tủng thôi. Câm miệng lại. Dù sao đi nữa, nó cũng là mẹ của Lê Ngọc Mai, là mẹ vợ của cậu. Cậu lại hỗn láo như vậy. Đừng để tôi điều tra ra chuyện này có liên quan đến mấy người. Đi thôi. Bảo Trương Văn Khải tạm ngưng điều tra, theo dõi Lưu Nam. Ngoài ra, tìm kiếm tung tích của Mimi trên khắp thành phố. Vâng. Đại nhân, chuyện là cái tên cặn bã đó vẫn còn sống. Bảo cậu chọc tức anh ta, vậy mà cậu để anh ta chạy thoát sao? Con nhỏ tạp chủng đó, trông chừng nó thật kỹ cho tôi. Nếu như lại xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tự tay lấy mạng cậu. Đại nhân yên tâm, sẽ không có ai tìm được con bé đó đâu. Tiệc tiếp đón thần quân là do Lưu gia đảm nhận đúng không? Đúng vậy đại nhân. Chuẩn bị cho tốt. Nhất định không được để những người không liên quan được đi vào. Phim được dịch, vâng. Thuyết minh và lồng tiếng tại phim thần chủ, Lưu Nam mấy ngày nay đều đang chuẩn bị tiệc tiếp đón thần quân. Tôi vẫn luôn theo dõi hắn, không phát hiện chuyện bất thường. Tiệc tiếp đón sao? Cậu lui xuống đi, tiếp tục theo dõi. Vâng. Lưu thiếu gia đích thân đưa thiệp mời, thật là chu đáo. Lê gia chúng tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Chào đón thần quân đại nhân. Vẫn là Lưu thiếu gia triển vọng vô biên, có thể tổ chức một bữa tiệc lớn như vậy. Không giống như tên cặn bã đó, ngoài việc khoe khoang sức mạnh, chẳng biết làm gì khác. Hai ngày nữa là tiệc tiếp đón thần quân. Lưu gia chúng tôi đã chuẩn bị vô cùng chu đáo. Đến lúc đó chắc chắn sẽ
ghi nhận công lao của Lưu gia tôi. Sau đó tôi sẽ nhờ thần quân giúp đỡ lấy lại những gì đã mất trong những ngày qua. Tôi sẽ bắt tên cặn bã đó phải trả giá mọi chuyện. Chắc anh ta sẽ không ngờ đến con nhỏ tạp chủng đó thực ra đang bị nhốt trong hầm giam của nhà họ Lưu. Anh ta đánh nhau giỏi thì sao chứ, cũng chỉ là tên cặn bã không có não mà thôi. Tôi muốn tên rác rưởi đó phải tận mắt nhìn thấy cảnh con nhỏ đó bị đánh đập, để cho cậu ta với con đàn bà kia phải đích thân quỳ xuống cầu xin tôi. Đợi tôi chơi cho đã con đàn bà kia, tôi sẽ làm thịt con nhỏ tạp chủng đó. Cậu là tên cặn bã, cậu với Lê Gia đã không còn quan hệ gì nữa, cậu còn đến đây làm gì hả? Lục soát đi. Vâng. Tên rác rưởi, cậu xem Lê Gia chúng tôi là chỗ nào vậy hả? E rằng cậu không biết, tôi đến đưa thiệp mời cho Lê Gia, cũng muốn được chia một miếng nhỉ. Đồ rác rưởi như anh, không phải tự nhận là thần chủ đại nhân sao? Sao nào? Bây giờ, sợ chuyện bị bại lộ, vội vàng đến tìm thần quân đại nhân, chịu đòn nhận tội sao? Nếu thần quân đại nhân biết đồ vô dụng như anh cả gan làm loạn như vậy, thì anh cứ đợi bị áp giải về thần thành, ngủm không toàn thây đi. Nếu mấy người giao Mimi ra đây, thì tôi còn để mấy người bình yên vô sự. Nếu không, ai mà biết đứa tạp chủng kia ở đâu chứ? Lê gia chúng tôi không giữ. Cứ để tên rác rưởi này nhảy nhót vài ngày đi, đợi đến lúc thần chủ đại nhân đến, dám giả làm thần chủ, cậu có mấy lớp da cũng không đủ để cậu lột đâu. Đại nhân, không phát hiện vết tích của thần nữ. Đi. Thần chủ Đỗ Thành, anh ta không thể nào. Ban đầu Đỗ Thành bị khai trừ là vì vết thương của anh ta, thần chủ là đang bảo vệ tính mạng của anh ta. Nếu anh ta thật sự muốn làm hại thần chủ, tôi sẽ đích thân ra tay với Đỗ Thành. Minh Nguyệt, nhớ là đừng để lộ thân phận của mình. Vâng. Mở cửa. Không biết thần chủ đại nhân sẽ đến thăm tôi, xin đại nhân trách phạt. Đỗ Thành, cung nghênh thần chủ. Gần đây Đỗ đại nhân và Lưu gia qua lại thân thiết quá nhỉ. Đại nhân, trước đây Lưu Nam chỉ là đến đưa thư mời tiệc tiếp đón thôi. Cậu ta thân là gia tộc đệ nhất Thánh Đô, hiển nhiên sẽ qua lại mật thiết với đế quốc. Tôi phục vụ cho đế quốc, có qua lại đôi chút với thế lực địa phương là không thể tránh khỏi, xin đại nhân trách phạt. Cho dù cậu là người của đế quốc, tôi cũng khuyên cậu đừng có lầm lỗi. Nói cho tôi biết chuyện đã xảy ra với Mimi. Nể tình cậu là cấp dưới cũ của thần thành, tôi có thể tha cho cậu một mạng. Đại nhân, tôi trung thành tận tụy với thần thành, cũng không dám làm ra chuyện gây hại cho thần thành. Huống chi là thần nữ của thần thành chúng ta. Xin đại nhân minh giám. Đứng dậy đi. Đói rồi nhỉ? Cháu quỳ xuống, lại chú hai cái, chú sẽ cho cháu ăn cơm, được không? Cháu đói quá, cháu muốn ăn. Đói rồi hả? Thì lại hai cái đi. Chú mà vui thì cho cháu ăn, có được không? Ba mẹ ơi, mau tới cứu con. Ba cháu ấy, cái người này đã ngủ rồi. Còn người mẹ khốn nạn của cháu đã bị chú nhốt vào phòng giam rồi, chơi đùa cả ngày rồi, không ai có thể tới cứu cháu đâu. Chú nói dối.
Chú nói cháu biết. Ba ơi, cứu con. Thần chủ, đã tra được rồi. Thần nữ bị giam ở tầng hầm của Lưu gia. Tập hợp thần quân. Xuất phát. Vâng. Mimi. Tôi sẽ để cậu tận mắt chứng kiến sự diệt vong của Lưu gia và ra đi trong sự hối hận, chịu sự giày vò tàn bạo. Chỉ dựa vào cậu sao? Dựa vào việc cậu ở rể Lê gia sao? Hay là việc cậu giả mạo thân chủ? Hay là việc cậu là tay sai của người khác? Dựa vào cậu sao? Cậu không làm được. Minh Nguyệt, lấy thần quân lạnh ra. Cô thật sự là Minh Nguyệt sao? Cái đó, dòm ngó vợ của tôi, làm hại con gái tôi. Tôi sẽ để cậu biết quyền lực của thần thành là bất khả xâm phạm. Minh Nguyệt, giam cậu ta vào nhà giam của thần thành cho tôi. Những hình phạt của thần thành tôi sẽ tự mình ra tay. Vâng. Cho dù cậu là thần chủ thì thế nào? Tôi đã đầu độc con nhóc đó, chỉ có mình tôi mới giải được. Tôi kinh. Tôi cho cậu 3 giây. Giao thuốc giải ra đây. Thuốc giải sao? Tưởng tôi ngu hả? Tôi cho cậu thuốc giải, tôi còn sống được sao? 3 2 Nói cho cậu biết, chỉ cần không có thuốc giải, một ngày sẽ phát độc 7 lần. Mỗi tấc da thịt đều sẽ như bị kim đâm. Minh Nguyệt, dẫn cậu ta đi cho tôi. Vâng. Cậu đã dùng hết Long Quỳ rồi, đúng không? Cậu xử tôi đi. Cậu xử tôi thử đi. Dẫn cậu ta đi cho tôi. Thần chủ, đây là thuốc do Lâm Minh Quân điều chế, có thể tạm thời áp chế độc trong người thần nữ. Thuốc trị dứt điểm vẫn đang nghiên cứu. Để một cái lại làm vật mẫu. Lui xuống đi. Vâng. Ngọc Mai. Ngọc Mai ơi, Trịnh Phong, em không quan tâm bên ngoài anh có thân phận thế nào, đang làm việc cho ai. Nhưng em mong là anh đừng đắc tội thêm với ai ở bên ngoài nữa. Đừng để bọn họ làm hại Mimi nữa. Anh, đến giờ Mimi ngủ rồi. Anh ra ngoài đi. Ra ngoài đi. Ngủ đi con, ngoan nhé. Ông nghiên cứu thuốc giải đến đâu rồi? Đã nắm rõ các thành phần. Có điều, vẫn cần thêm một thời gian nữa để tinh chất Long Quỷ dung hợp, dược tính sẽ mạnh hơn. Nhất định phải đảm bảo thuốc giải không được có vấn đề gì. Thần chủ, tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Rốt cuộc là ai đứng sau chỉ thị Lưu gia của cậu? Bây giờ cậu không dám lấy mạng tôi, nhưng nếu tôi nói ra thì Lưu gia tiêu đời. Muốn tôi khai ra? Không đời nào. Cậu nghĩ tôi không dám làm gì cậu thật sao? Cậu mà làm hại tôi thì con gái cậu cũng không sống được. Thuốc giải độc đã được nghiên cứu thành công rồi. Bây giờ mạng của cậu không còn đáng xu nào cả. Là cậu ta đích thân đưa thuốc độc cho tôi, cho dù có là Lâm Minh Quân cũng không thể nào tìm ra dễ dàng vậy được. Cậu muốn lừa tôi hả? Cậu không dám làm gì tôi đâu. Chút đau đớn thể xác này có xá gì, được sống an nhàn vẫn hơn mà. Thế nào? Đường đường là thân chủ,
mà cậu không thể làm gì được, đúng không? Vậy sao? Có vẻ như tôi đánh giá thấp cậu rồi, Lâm Minh Quân. Lấy đâu ra công thức giải độc lừa gạt tôi đây? Không thể nào, không thể. Phương thuốc này là đích thân cậu ta cho tôi mà, sao có thể điều chế nhanh như vậy chứ? Đại nhân, bây giờ còn ai cứu được cậu nữa? Đại nhân, tôi khai, tôi sẽ khai hết là do Đỗ Thành, là anh ta ép tôi. Anh ta nói anh đang nắm giữ một người rất quan trọng mà người đó là phản đồ, nên muốn diệt khẩu người đó, đẩy người đó ra khỏi đảng phái. Đần độn. Đại nhân, tôi không dám lừa anh đâu, không dám nói dối nửa lời. Xin anh tha cho tôi một mạng, rồi cậu sẽ biết thiên uy của thần thành do đâu mà có. Nó sẽ khiến cậu sống không được, ngủ cũng không xong. Tôi xin lỗi, đại nhân, chỉ cần anh tha mạng cho tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được. Chuyện anh lấy mạng ba tôi cũng sẽ không trách anh nữa. Xin anh tha cho tôi. Được thôi, cảm ơn đại nhân thủ hạ lưu tình. Minh Nguyệt, nhốt cậu ta lại, xong việc đưa hắn về thần thành. Vâng. Tạm giữ mạng cậu ta lại, giữ cậu ta lại, đối chất với Đỗ Thành. Xong việc hắn xử lý, tôi nhất định sẽ xử đẹp Đỗ Thành, trả thù cho thần nữ. Thần chủ, tinh hoa long quỷ đã dung hợp thành công với thuốc giải. Sau khi thử thuốc, không có vấn đề gì. Tốt, ông vất vả rồi. Chuyện nên làm thôi. Đi thôi. Ngọc Mai, có thuốc giải rồi, Mimi được cứu rồi. Thật sự có thể giải độc cho Mimi thật sao? Xin phu nhân yên tâm, Lâm Minh Quân, tôi dùng tính mạng đảm bảo, thuốc này có thể diệt tận gốc độc tính. Tinh chất long quỳ giúp tẩm bổ cơ thể, không có gì bất thường. Cảm ơn Minh Quân đại nhân, ông đã cứu Mimi tận hai lần rồi. Ông chính là ân nhân của Lê Ngọc Mai tôi. Kìa, tôi không dám. Có thể chữa bệnh cho thần nữ là vinh hạnh của tôi. Sao rồi Mimi, con thấy đỡ hơn chưa? Mẹ ơi, con thấy đỡ nhiều rồi. Thần nữ, đại nhân, tiệc tiếp đón sắp bắt đầu rồi. Không phải thần chủ đại nhân đây sao? Anh nhìn xem, tiệc tiếp đón chúng tôi chuẩn bị cho anh thế nào. Nếu như có gì đó mà anh không vừa lòng, anh đừng vội trách tội chúng tôi nhé. Nhưng mà trách cũng vậy thôi, bởi vì anh chỉ là một tên cặn bã thôi. Thần chủ, Đỗ Thành biết mục đích của anh rồi. Nếu thân phận của anh bị lộ, cộng thêm chuyện Lưu Nam mất tích, lỡ hắn trốn thoát. Tránh ra. Sao nào, muốn vào hả? Đưa giấy mời đây. Không có giấy mời thì không được vào. Châu Hoa, chuyện gì vậy? Hôm nay là ngày tiếp đón thần quân đấy, sao không thấy Lưu thiếu gia đâu? Quan hệ của Lưu gia với chúng ta không phải bình thường đâu. Lưu thiếu gia không ở đây, Lê gia chúng ta càng phải ngó ngàng giúp cậu ấy. Cậu nói có phải không? Tôi không muốn nhiều lời với bà, tôi đến để tham gia bữa tiệc. Hôm nay trọng đại thế nào mà tên cặn bã như cậu dám tơ tưởng vào trong hả? Lưu Nam không có đưa thư mời cho thần quân đâu. Thần quân có lệnh bài, càng huống hồ hắn vốn không dám đến gần. Dạy Lưu Nam ra đây. Vâng. Lại diễn, tiếp tục diễn đi, diễn tới độ tôi không xem được nữa rồi. Cút đi. Hỗn sự cái gì?
giám đốc Trương chẳng qua chỉ là một giám đốc còn con của một nhà đấu giá. Thế mà lại dám nói thay cho tên vô dụng này. Tôi sẽ kêu Lưu thiếu gia tống cổ nhà đấu giá của cậu ra khỏi Thánh Đô. Ba, sẽ có người đưa chúng tôi vào? Sẽ có người đưa các anh vào sao? Ai cơ? Chả nhẽ thần chủ đại nhân lại đích thân dẫn anh vào sao? Tôi thấy lát nữa thần quân đại nhân đến rồi sẽ không đưa anh vào bữa tiệc, mà sẽ trực tiếp bắt anh vào tù đấy. Lưu thiếu gia đã dặn dò bữa tiệc này rất quan trọng, nhân viên tạp vụ nhất định không được vào. Nếu ảnh hưởng đến nhã hứng của đại nhân thì sẽ liên lụy đến chúng ta đấy. Lưu Nam sẽ đưa tôi vào. Cậu sao? Lưu thiếu gia hận cậu đến mức chỉ muốn lột da rút gân cậu. Cậu ấy dẫn cậu vào sao? Cậu không tự nhìn xem bản thân mình như thế nào sao? Tôi kinh. Xúi quẩy lắm mới quen biết cậu. Nếu Lưu thiếu gia có thể đưa anh vào, tôi sẽ lột sạch quần áo rồi chạy một vòng ở đây. Các người còn không cút. Nếu không thì sao? Cậu chỉ là một giám đốc quen mà dám hỗn sự trước mặt tôi sao? Cậu không sợ tôi nói với lão phu nhân Lê gia để ra tay xử lý nhà đấu giá của cậu sao? Đến lúc đó đóng cửa rồi, tôi xem cậu làm sao ăn nói với tổng giám đốc. Bà là cái thá gì chứ? Đe dọa tôi sao? Bà không có tư cách đâu. Cậu, vậy thì tôi có đủ tư cách không? Buổi tiệc hôm nay vô cùng quan trọng, người nào không có thiệp mời đều không được vô trong. Hôm khác Lê gia tổ chức tiệc thì mời cậu lên tiếng, nhưng hôm nay cậu và tên khốn này đều không được vào. Bà không cần sốt ruột đuổi hai chúng tôi đi đâu. Đợi Lưu Nam đến, chúng tôi tự khắc vào. Cậu vẫn muốn vào sao? Nếu Lưu thiếu gia nhìn thấy cậu đứng ở đây thì đó sẽ là do Lê gia thất trách rồi. Cút đi. Ai dám đuổi bọn họ đi? Lưu thiếu gia, anh mau đuổi bọn họ đi đi. Nếu không lát nữa thần quân đại nhân biết có người giả mạo thân chủ bắt anh ta thì thôi. Nếu như liên lụy đến chúng tôi thì ai nói tôi sẽ giúp thần? Cái này là tôi quên đưa thiếp mời cho giám đốc, anh ấy có trong danh sách khách mời mà. Nếu đã như vậy thì đây là hiểu lầm rồi. Đã hiểu lầm rồi, mong giám đốc lượng thứ. Vậy thì vào đi. Giám đốc Trương được vào, còn anh thì không được. Tôi sẽ vào với anh Trịnh. Để anh ta cùng vào đi, cũng chẳng mất gì. Giám đốc mời cậu. Khoan đã, bây giờ chúng tôi được vào rồi. Mới lúc nãy cô nói gì ấy nhỉ? Cho cậu vào là đã nể mặt giám đốc Trương rồi. Cậu đừng quá đáng. Lưu thiếu gia, mau đuổi anh ta ra ngoài đi. Châu Hoa, cô có còn nhớ lời cô nói lúc nãy không? Nếu anh có thể đích thân mời anh Trịnh vào thì cô ta sẽ cởi hết quần áo chạy một vòng ở đây. Mời anh Trịnh vào. Anh Trịnh, mời vào. Cô nói được thì làm được đi, cởi ra. Lưu thiếu gia, Châu Hoa đã luôn yêu cậu, muốn làm vợ cậu, sao cậu lại? Châu Hoa, mau xin lỗi cậu Trịnh Phong đi. Xin lỗi đi. Muốn bỏ qua chuyện này sao? Lê gia cũng có mặt mũi nhỉ. Trịnh Phong, bây giờ cậu vẫn chưa ly hôn với Ngọc Mai, cậu vẫn là người nhà Lê gia. Thể diện của Lê gia cũng chính là thể diện của cậu đấy. Lúc trước các người đuổi tôi ra khỏi Lê gia, bây giờ lại bảo tôi là người của Lê gia. Các người xem tôi là cái quái gì chứ? Châu Hoa, cởi. Không cần đâu. Đi, vào thôi. Bắt đầu bữa tiệc đi. Dạ.
Các vị ở đây đều là người quyền quý ở Thánh Đô, có thể đến tham dự buổi tiệc tiếp đón thần quân do tôi tổ chức. Tôi rất lấy làm vinh dự. Giờ lành đã điểm, bắt đầu tiệc thôi. Lưu thiếu gia, mọi người vẫn chưa đến mà. Bây giờ bắt đầu thì sợ là sẽ khiến họ tức giận đấy. Bọn họ vì kỷ luật quân đội nên không thể đến được. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ một mình gánh vác. Đỗ Thành không nhận được thiếp mời sao? Lưu Nam đến tận nhà cũng không được vào. Được, hiểu rồi, đi đi. Xin thông báo với mọi người một chuyện mừng. Ngày mai trong phòng tiệc này, tôi sẽ kết hôn với Lê Châu Hoa. Cái gì? Lấy Châu Hoa sao? Nhưng bộ dạng lúc nãy của Lưu Thiếu Gia, bà nội, chắc Lưu Thiếu Gia muốn làm con bất ngờ đấy. Chuyện này đợi xong hôn lễ, lúc đó thì ai quan tâm chuyện sinh tử của cậu ta chứ? Làm tôi nhục nhã trước mặt mọi người, đợi tôi gả cho Lưu Gia, xử anh chỉ là chuyện sớm muộn. Gửi thiệp mời cho Đỗ Thành đi. Tôi sẽ đi ngay. Trương Văn Khải sẽ theo cậu. Nếu cậu muốn giở cho gì, đại nhân, anh có cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám. Vậy thì tốt. Cái gì? Kết hôn? Nói như vậy, Lưu Nam sẽ không chèn ép em nữa. Vậy thì con có thể cùng với ba mẹ ở bên nhau mãi mãi rồi. Tin ba, cả đời này không ai dám bắt nạt con nữa. Bà hứa, suy cho cùng Châu Hoa cũng là em gái em, hay là chúng ta đi mua lễ phục đi, không thể để con bé mất mặt được. Chuyện này cứ giao cho anh đi. Chuẩn bị váy cưới và nhẫn kim cương đẹp nhất cho Ngọc Mai. Vâng, đúng rồi. Hôm sau thần quân sẽ đến đây phong tỏa toàn bộ Thánh Đô. Chuẩn bị thêm cho tôi 5.000 quân tinh nhuệ phong tỏa toàn bộ khách sạn. Vâng. Cậu cam tâm thả Lê Ngọc Mai sao? Lưu gia tôi là gia tộc bậc nhất Thánh Đô, cưới phải người không sạch, khó mà giữ mặt mũi. Mặt mũi Lưu gia? Vậy còn chuyện tôi giao cho cậu thì tính sau đây. Hôm sau tôi sẽ đến chèn ép Lê gia, ép Lê Ngọc Mai gả cho tôi. Tên rác rưởi kia đến lúc đó nhất định sẽ rất tức giận. Anh sẽ có lý do bắt hắn thôi. Cậu nên nhớ, đừng để người khác biết là tôi giao cho cậu làm. Đại nhân địa vị cao quý, Lưu gia chỉ muốn noi theo, chỉ có vậy thôi. Mẹ ơi, mẹ nhìn xem con có xinh không. Mimi, con xinh quá đi. Làm hoa đồng cũng coi như là hợp tình hợp lý. Chỉ hy vọng là Ngọc Mai, đây là lễ phục của em, đây đâu phải là đám cưới của em. Em mặc cái này, nhưng mà không phải là trễ giờ rồi sao? Hay là em cứ mặc vào trước đã, anh để đây nhé. Vậy thì chỉ có thể đợi sau khi đám cưới kết thúc đến xin lỗi người ta một tiếng. Ngọc Mai, sau này cho dù có chuyện gì cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí đâu. Tiện nhân, chị ăn mặc như vậy là cố ý đánh phủ đầu tôi sao? Hay là muốn cướp người đàn ông của tôi? Không có, không phải như cô nghĩ. Anh ấy chỉ là muốn để tôi xinh đẹp chút trong lễ cưới của cô thôi. Đây mà gọi là mặc đẹp một chút. Tôi thấy hai người đang cố ý làm tôi bẽ mặt thì có. Mau cút đi, im đi.
Anh Trịnh, mời anh vào. Nhớ kỹ lời cô nói đấy. Anh Đỗ, anh đến rồi. Đỗ đại nhân, anh đến rồi. Phó Tổng quản Hoa Quốc đến đây. Đó là sự vinh hạnh của Lưu gia chúng tôi. Mời anh vào trong. Đại nhân, sao anh lại đến đây? Sao thế? Tôi đến dự đám cưới của em gái tôi. Tôi thân là anh rể, không được đến sao? Hay là tôi phải báo cáo với Đỗ đại nhân đây? Đỗ Thành tuyệt đối không có ý như vậy. Tôi lắm lời rồi. Được rồi, ngồi xuống đi. Đừng để người khác nhìn thấy. Không biết Đỗ đại nhân đến đây nên không ra chào mừng, mong đại nhân lượng thứ. Không sao. Đồ rác rưởi cậu, còn không cúi đầu chào hỏi. Đỗ đại nhân đi, đúng là dòng thứ không ai dạy dỗ mà. Phá hoại danh tiếng gia tộc mà. Tôi đã chào hỏi với anh Trịnh rồi. Ngọc Mai, sao cháu lại ăn mặc như vậy? Bà nội cháu, đây là do tôi chuẩn bị cho Ngọc Mai. Đúng là làm mất hết mặt mũi mà. Ngày trọng đại như vậy, thấy cô là xui xẻo liền. Còn tên vô dụng này nữa. Lễ cưới của Châu Hoa không thể để đứa con hoang của tên rác rưởi này làm hoa đồng cho con bé được. Để con gái tôi làm hoa đồng cho cô ta. Cô ta xứng sao? Đỗ đại nhân, cậu cũng ở đây sao? Còn ngồi cùng bàn với chúng tôi. Tên vô dụng này, Lưu thiếu gia, ngay cả Đỗ đại nhân cũng mời đến được. Lê Ngọc Mai kết hôn cùng cậu, thậm chí không có một cái đám cưới nào ra hôn. Đám cưới của tôi và Ngọc Mai, cậu không có tư cách tham gia. Cái thằng quỷ nghèo, có mời tôi cũng không đi. Trịnh Phong, hôm nay là ngày trọng đại của Lê gia. Cậu ngồi yên ổn cho tôi. Nếu còn gây rắc rối, đừng trách tôi không khách khí. Bà nội, bà yên tâm, sao chúng cháu lại gây rối được? Coi như biết điều. Tôi cảnh báo cô, nếu như hôm nay cô cướp đi tâm điểm của Châu Hoa, tôi sẽ lấy cô làm của hồi môn đưa cho Lưu thiếu gia. Tôi cảnh báo bà, chú ý câu từ của bà đó. Kia là, cảm ơn mọi người đã đến. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. Ở bên ngoài có 5.000 chiến binh thần quân đang đợi. Khi các vị bước vào đại sảnh của phòng tiệc, đã có 10 vạn tướng sĩ thần quân tiến vào thánh đô, bao vây toàn bộ thánh đô. Hôm nay không phải là hôn lễ của tôi và Châu Hoa. Anh nói vậy nghĩa là sao? Cậu nói gì? Hôm nay ngay tại đây thần chủ đại nhân sẽ kết hôn với đại tiểu thư Lê gia, Lê Ngọc Mai, Lưu thiếu gia. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái này, vị thần chủ này cũng không có quen biết gì chúng ta. Chỉ có vị thần chủ giả này thôi. Trịnh Phong, đây là lời của Lưu thiếu gia nói sao có thể là giả? Lê gia chúng ta một bước lên mây rồi. Vậy tôi sẽ là mẹ vợ của thần chủ rồi. Để tôi xem ai dám chọc giận tôi. Một bước lên mây. Các người áp bức bóc lột Ngọc Mai đến như vậy, tôi thấy các người phải xuống địa ngục thì có. Trịnh Phong, cậu uốn xéo khỏi đây đi. Kể từ giờ, cậu và Ngọc Mai cắt đứt tình cảm. Đừng có chọc giận làm thần chủ mất vui. Cung kính thần chủ đại nhân. Cái gì? Trịnh Phong, anh là thần chủ thật sao? Đại nhân, tham dự hôn lễ là vì sự hợp tác giữa đế quốc và Lưu gia. Quả thực bất đắc dĩ, xin đại nhân minh giám. Đi thôi. Minh Nguyệt, Lê gia ức hiếp vợ con tôi, trừng phạt toàn bộ tài sản và tiền vốn, giao cho Trương Văn Khải quản lý.
tất cả thuộc về Thần Thành. Thuộc hạ nhận lệnh. Lời lão phu nhân, cho Ngọc Mai liên hôn với Lưu gia để đạt được lợi ích của Lê gia. Phái thần vệ quân canh giữ, đưa đến nơi xa xôi nhất của Thần Thành, cả đời không được bước vào Thần Thành nửa bước. Lâm Thu Tuyết của Lê gia, bán nữ cầu Vinh tiếp tay kẻ ác, hại vợ của tôi, tổn thương con gái tôi. Lê Châu Hoa của Lê gia, sỉ nhục vợ tôi, hại con gái tôi, nhiều lần thách thức uy danh của Thần Thành. Giáng hai người này thành ăn mày, cả đời không được bước vào Thần Thành nửa bước. Nếu có ai giang tay giúp đỡ, cũng thành cùng tội danh. Đỗ Thành, cậu biết tội chưa? Đỗ Thành không biết. Không biết. Lưu Năm, anh ta bị đặt thân phận của anh, dựng chuyện đế quốc sẽ tấn công anh, lấy danh nghĩa là con dân của đế quốc. Kích tôi chọc giận anh, chỉ cần anh làm điều gì quá phận, anh ta sẽ bắt anh về quy án, còn bắt tôi phải hạ độc thân nữ. Nói nhảm. Đại nhân, tôi tuyệt đối trung thành với anh. Anh không thể tin mấy lời của kẻ ba hoa khoác lác này. Thêm nữa, cậu ta có bằng chứng không? Lại rảo biện. Muốn bằng chứng phải không? Thần chủ, tôi có bản ghi âm, còn muốn ngụy biện không? Đỗ Thành, tôi đối xử với cậu không tệ mà. Đối xử không tệ ư? Vậy tại sao năm đó lại trục xuất tôi khỏi Thần Quân, trục xuất khỏi Thần Thành? To gan, dám bất kính với thần chủ. Năm đó anh bị thương nặng, nếu ở trong quân đội có thể sẽ bị mất mạng. Làm như vậy là bảo vệ cho anh, nhưng như vậy cũng cướp đi giấc mơ cả đời của tôi. Tình cảm của tôi với Thần Thành vô cùng sâu đậm, cho dù mất mạng cũng không hối tiếc. Để tôi trở về Hoa Quốc, đó là nỗi xấu hổ cả đời của tôi. Anh kích động tôi thì được gì? Thần chủ tức giận, thảm sát dân thường. Bất kể lúc nào Hoa Quốc cũng sẽ chiến đấu với Thần Thành, cho dù không phải địch cũng sẽ gây tổn hại lớn cho Thần Thành. Đại nhân có thể nhẫn nhịn, bảo toàn đại cục. Đỗ Thành bái phục. Nhưng mà đã thua, nên mặc đại nhân xử lý. Phản bội Thần Thành, làm hại thần nữ, bắt về Thần Thành, chém đầu thị chúng, làm ma tại Thần Thành, cũng là làm tròn giấc mộng cho cậu. Đỗ Thành, cảm tạ thân chủ. Lưu Nam Lưu gia, làm hại vợ tôi, tổn thương con gái tôi, bắt về Thần Thành, dùng tất cả hình phạt để trừng phạt. Vết thương lành, lại tiếp tục trừng phạt, cho đến khi mất mạng. Mang đi. Vâng. Tha cho tôi. Ngọc Mai, em đồng ý gả cho anh chứ? Em đồng ý.